cái gì hả, tối ngày nó thầy chùa sân si, thầy chùa sân si, trong cái đó sóc lên đầu á, giống như cái ông triển chiêu gì là hồi xưa mà ông vụ hôn Đàm Vĩnh Hưng đó, bây giờ ông hận là ông nói á, hôm qua tôi với quý thầy khuyên ông hết sức khuyên, nói thôi giờ mình nói xin lỗi, coi ông cũng như người sư đệ thì ông cũng phải cảm thông giờ. Tôi á, đằng này nói là tôi là dữ dằn rồi đó mà tôi còn thấy giờ thấy ông cái là tự nhiên tôi thấy tôi thua, tôi còn hạ xuống luôn nữa. Mà giờ ông thì thôi, ông đàn em thì mình cũng khuyên chứ, mình là bởi vì à, khi mà nói chuyện với nhau á, mình phải biết mình nằm ở cái vế nào. Mình đàn anh thì mình phải có trách nhiệm khuyên, rồi quý thượng tọa Canada cũng khuyên ông, thì ông cũng bướng, nhưng mà rồi khuyên hồi thì ông cũng nói thôi thì mấy thượng tọa nói thì con lắng nghe, nhưng mà tôi nào thôi ông nói vậy cũng tốt, còn hành xử hay không là chuyện của ông, nhưng mà giờ mình cũng giữ cái lề lối là người trên nói thì người dưới cũng cứ vạ dạ vâng đi. Thì ông nói cũng đúng, ông nói thầy nghĩ quý thượng tọa nghĩ coi, con đi qua bên này có ông hòa thượng thượng tọa nào mà nuôi con không, mà cứ tối ngày cứ nói con xấu này xấu nợ cỡ chuyện mà ông nói cũng có lý. Ông nói dụ như giờ con có hôn nào Vĩnh Hưng ngày xưa đó, quý ngài nghĩ nếu mà con á thích vậy đó thì thôi bỏ 5-3 triệu vô khách sạn nhà hàng quốc đã hôn cho đã, ý ông đó hơi xài đó, tiếng mắc chứng gì lên sân khấu mà đứng ôm hôn vậy đã mẹ gì mà cái chút vậy đâu mà để mang tiếng. Đằng này ý ông nói là gài bẫy á, ông nói cũng trúng, thì cái gì ông lý cũng, nhưng mà rốt cuộc ai chịu ông cũng chịu. Rồi cuối cùng thì về chùa thì cũng bị hắt hủi, bị kia này mọi người trong thiên hạ giờ mà ông với cái sự không có cảm thông, thành ra cho nên giờ giống như ông hận đời. Bởi vì ông cứ lên mạng mà ông mặc cái áo tu mà ông cứ ông nói mấy cái từ cái lời đó nghe nó kỳ đó, thành ra mấy thầy một lần mà khiến ngày qua hồi lúc ông lợi là ông điện cho tôi đó. Ông đang điện đó thì tôi đâu biết số điện thoại ông đâu, tình cờ tôi xin lỗi ai, ông mới nói con nè, con là cái thằng mà hồi nãy mà thầy nói cái thằng mà ông nói đặt cái tên thầy để ông ba ông lợi thì ông ba ông nói cha có cái ông triển chiêu nào đó ông sư mà sao ông chửi quá được kia nọ. Tôi mới nói cái thằng đó hồi xưa nó không có thật ra. Ông nói con là cái thằng mà không có đời chính thức. Tôi nói ồ vậy hả? À, lãi rồi. Thì thôi mình cũng nói lúc đó mình. Thì tôi hỏi là tôi kêu cái thằng ông có buồn không? Ông nói dạ không. Thì cũng không sao tại vì ông nhỏ tôi một con giáp là. Thì nhỏ 13 tuổi. Tôi nói thôi bây giờ nếu mà tôi có ông có buồn thì tôi cũng xin lỗi. Rồi ông không quan hệ thì cái chuyện của ông chứ sứ tự do, muốn kêu thằng kêu thầy sứ tự do mà muốn kêu gì kêu à, thằng thầy nó cũng thứ à. Thì thôi cái tình cờ cái thượng tọa bên Canada gọi vô nữa, rồi mấy ba bốn anh em nói chuyện, thì thượng tọa thì ông lớn hơn thì khuyên, thì tôi nói thôi giờ thượng tọa lớn thượng tọa khuyên đi, thì khuyên thì tôi mới nói thôi, thì ông đầu tiên thì ông cũng hơi cứng cựa. À, thì tôi nói bây giờ nè, tôi nói huynh đệ nghe chỗ này, thì giờ ba bốn huynh đệ đây thì người nào lớn là làm anh lớn đạo nghe, chứ không nói lớn tuổi đời, nhưng mà tại vì thượng tọa kia cũng đi tu từ nhỏ, ông thọ giới năm 88, tôi thọ giới năm 95, thì mới nói rồi cũng như là giờ phân biệt là chắc chắn ông nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi thì ông buộc lòng ông cũng phải sao rồi. Nhưng mà hồi lúc mà cái lễ mà vụ mà hôn đó thì ông cũng phải làm cái lễ xả giới đó, thì tại vì lúc đó nó cái áp lực quá nhiều, chứ đúng ra đó thì cái đó nó cũng không có cái, bởi vì trong giới lực không có giới lực, ông đó cũng trúng, ông nói thầy nghĩ trong giới lực cái giới lực mà con cô nó đúng cho con kia mới phạm, chứ có cái giới lực nào mà đàn ông hôn nhau mà xả giới không, thì ông đó cái lý làm sao cãi, biết không? Rồi tôi nói đúng, nhưng mà tại lúc đó cái áp lực quá trời thì phải buộc lòng phải đưa ra cái phương pháp. Rồi ông tự động ông xả giới nghe, rồi ông sao rồi ông thọ lại. Nhưng mà giờ xả giới thọ lại thì dầu gì cũng mang cái tiếng xả rồi, thì ý là mình cũng phải lấy cái sự cảm thông, cái lòng của người anh khuyên ông. Cái này đúng, cái nào tôi nói bây giờ ông phải lắng nghe. Dầu là rằng cuộc đời cái gì cả, nhưng mà hãy nói tới giới luật thì người huynh đệ mà nói trúng thì phải nghe. Còn tôi có hư hèn hay là thượng tọa kia có xấu tốt gì không biết, nhưng mà hả mình nói về cái tình nghĩa, về cái giới luật
thì phải lắng nghe. Thì ông nói thầy coi đó, rồi ở trong giới luật á, thí dụ ông còn quéo đằng này đó, giới luật thầy coi á, giới luật cái cấm thầy chùa rượu chè hút sách, chứ có giới luật nào cấm mẹ mẹ không? Tôi nói đừng đừng đừng, bà nói chuyện của tôi, đừng bà nói chuyện của tôi, bà nói chuyện của ông thôi. Ông nói mày á, thầy coi đó, quý thượng tọa coi đó, nó cái đám ngu dại nó kéo theo cái đám đầu trọc đầu ngu dại đó, trong giới luật có giới luật nào mà hai thằng đàn ông hôn nhau mà xảy ra? Ông nói nó cũng hay, nó đúng cãi cái gì? Thì chứ là không có vụ mà hai thằng đàn ông mà không có nhau mà xả giới. Nhưng mà lúc đó nó làm con rần. Mẹ kiếp nó làm như là đội màu, đội mã, bà cố thổ đó, nó báo chí nó làm rần. Thì ông chửi cũng trúng. Nhưng mà tôi nói thôi ông, bây giờ tôi đã chửi là tôi đã thấy ông chửi cái tự nhiên tôi xấu hổ. Thành ra thế ra tôi nói cũng hay á. Cái người hiền nó sợ người ác, người ác nó sợ người ác hơn. Tôi là vậy là tôi thấy tôi ngon rồi, bây giờ tôi gặp ông này cái là tôi xếp hàng, tự động tôi tiếp giáo lại à. Khi mình thấy mình toàn gọi là gì xấu hổ với đàn em mình, ông thấy không? Cho nên cuộc đời khỏi cần ai dạy hết á. Nếu như tôi có ý thức vậy đó, tự động tôi gặp ông này là bây giờ bắt đầu tôi quy hàng rồi đó. Bởi vì quy hàng để còn khuyên em mình được, chứ còn mà mình không quy hàng, mình không xếp lại thì hỏi rồi mình nói nó ra tưởng sao, thầy còn chửi hơn con nữa, sao nói được khuyên á. Dạ, đó cái duyên đó thầy, cái duyên đó ra duyên thời đó thầy, cái duyên thời thầy, thầy tôi đó, thầy tôi biết không đó, thầy mình ngày ông rồi ông ba ông lại ông cười, ông nói cái ông thầy mà tuyển chiêu nó thôi ông chửi quá thì tôi mới nói cái thằng đó giờ cái tiếng thằng đó ông tức ông gọi cho mình đúng không nè. Rồi cái thôi thì ông nói thầy nghĩ con đâu có phá giới phạm trai gì, có cái luật nào mà hai đàn ông hôn nhau mà vậy không? Thầy thượng tọa hiện tại là giảng sư tại quán điện thì con chưa biết là cái gì, nhưng mà hai thượng tọa cái dở hết luật ra, có luật nào hai thằng đàn ông đúng là sự thật là như vậy. Dạ. Thầy Phật không có ôm môi, không có bê đi. Dạ. Không có chứ không có, nhưng mà Phật đâu có nói một đó đâu. Thì đúng rồi, thời nào cũng có, nhưng cái thời đó nó không có như bây giờ, thời đó nó không có ăn quá chất đâu. Nói chứ cái người tu á, tuy là nói gì chứ ăn cái hột gà công nghiệp á, ăn nhiều nó cũng đổi tánh đó nghe không? Dạ. Ví dụ đúng người ta ngoài đời ta nói ăn cái hột gà một tuần ăn bao nhiêu hộp, người tu bớt lại thôi, chứ đừng có làm biếng. Ví dụ như giờ như mấy ông thầy bây giờ làm biếng, bởi vì ví dụ như tôi đi, tôi làm mỡ tôi làm biếng, mai là tôi bị cholesterol á, chứ nếu tôi không có mỡ đó, thì thôi làm biếng làm thì mệt nè. Rồi cái vô cái đập cái hộp gà công nghiệp, cái chiên kho gì, cái luộc rau chấm ăn cho nó lẹ, ăn hộp gà công nghiệp nó đổi tánh á. Dạ. Dĩ nhiên nó ở trong máu, cái tánh mà đồng tính nó ở trong máu cũng có, nhưng mà không khéo nó đổi tánh nữa. Không thôi thấy nó có ảnh hưởng ngoại lai vô thầy. Bởi vì mấy nó là gọi là cái gì mình nó bị cái đó nó không trống, nó không máy đó. Hộp gà công nghiệp nó đâu có trống đâu. Dạ, nó không trống. Nó nuôi bằng điện đó. Dạ. Mất cười rồi mấy người nói rồi khuyên rồi ổng để cái bên nay mai theo dõi cái ổng hứa, ổng cũng có hứa là cái nào con bớt được con bớt. Ổng cãi ổng nói cái con nói tục hay nào, sao cái thượng tọa cái áp chế con. Tôi nói ông không nói, ông dối làm không được không? Ông tuy là ông nói lộn xào, ông nói con nói lộn xào chứ con đâu có nói tục. Cái lờ là cái gì? Vậy chứ ngay ông thủ tướng Việt Nam còn đi qua nước nào đó, nó đờ mà cờ giờ gì đó, tôi không biết nghe ông nói. Tôi nói ông đừng có dối lòng đối với quý anh em này, với đàn anh này. Thí dụ ông nói là cho ông nói người thế là ông nói ông không nói tục, bởi vì ông cái ngôn từ không bắt mẹ ông được. Nhưng mà giờ đối với tụi tôi mà ông giấu, ông có tác ý không? Rồi có tác ý mới nói chứ. Thí dụ như bà Hồ Xuân Hương, bà biết cái câu mà thiền từ đã muốn về Tây Trúc, thấy không? Trái gió cho nên cứ lộn lèo. Đố bà Sư Hương có tác ý không? Phải có tác ý mới biết. Thành ra đừng có giấu tụi tôi đã ông coi tôi là pháp sư, coi quý thượng tọa lớn mà ông giấu tôi không được, thà nói lắng nghe đi. Rồi cuối cùng ông suy nghĩ họ cũng lắng nghe. Không, mấy cái ngựa chứng á, thì mình phải có cái cách vậy đó. Mình đừng có quá quá nghiêm khắc với họ.
mình có sự cảm thông, mình có sự đồng cảm, rồi mình gọi là bất năng ham mà khó có thể đi kéo họ lại được, nhưng mà mình phải khéo. Bởi vì cho nên mấy ông thầy á, nếu như biết đào tạo mấy con người như vậy, nó là con người giỏi, nó mới thông minh, nó mới sáng kiến. Nhưng mà tại xã hội không chấp nhận nó, thấy không? Không chấp nhận thì ra nó bây giờ nó quậy tung trời là vậy. Giống như cái câu chuyện mà tôi kể hoài, ví dụ cái ông già mà ông trồng vườn cao vẫn dạy con nuôi đó. Cho nên á, con người hư một phần tại con người đó là một phần rồi, là tại con người nó hư rồi, nhưng một phần tại xã hội nó không chấp nhận cho người ta, không thấy không? Ok, rồi con đi làm nha. Cảm ơn thầy, để tắt cho con đi nha. Yeah. Ok rồi. Đi làm tôi giờ tôi cũng mai thầy cần gì không? Hả? Mai thầy cần gì nữa? Không ăn vậy thôi xíu.